những tưởng sau khi bị dân mạng công kích vì ăn mặc phản cảm đến nơi công cộng cùng gia đình, L.B.C, người được quan tâm nhất mạng xã hội trong những ngày qua, sẽ xem xét lại hành vi của mình. Nhưng không, người phụ nữ tên L.B.C mới đây lại tiếp tục nhận về vô vàn gạch đá khi đăng tải ảnh check-in thả rông vòng 1 với địa điểm được tag là Đền Ngọc Sơn, Hà Nội, bằng một tài khoản mạng xã hội khác tên C. Có vẻ như biết chắc tấm hình sẽ dậy sóng, C đã nhanh tay khóa tính năng bình luận tại thời điểm đăng tải. Trong bức ảnh mới nhất, C diện áo mỏng để lộ phần ngực, chống tay tạo dáng trong khuôn viên Đền Ngọc Sơn. Dù không thể bình luận trên bài đăng gốc, nhưng bức ảnh này sau đó đã được chia sẻ trên một số hội nhóm và nhận về rất nhiều sự bức xúc. Một số cư dân mạng bức xúc bình luận, hết chỗ để thả rông rồi hay sao? Phản cảm quá đi. Đến nước này thì chỉ cảm thấy chị cố tình để được chú ý. Chọn hẳn nơi thiêng liêng để làm những hành động lố bịch. Biết là quyền tự do của mỗi người, nhưng nó cũng nên đúng thời điểm và địa điểm chứ. Chị nên xem lại nhé. Tạm bỏ qua sở thích cá nhân thả rông ngực, việc ăn mặc thiếu lịch sự ở nơi tôn nghiêm là điều đáng bị lên án. Bản thân người phụ nữ hơn ai hết phải hiểu được điều này. Việc cố tình vào đền chụp ảnh check-in với trang phục không đúng chuẩn mực của C hiện vẫn đang nhận về rất nhiều chỉ trích. Chưa dừng lại ở đó, mới đây, L.B.C lại tiếp tục thu hút sự chú ý khi diện áo thun bó sát và quần jeep đi tập gym. Được biết đến trên mạng xã hội sau những hình ảnh thả rông lố lăng đi chơi cùng gia đình, L.B.C nhận về không ít lời chỉ trích từ dư luận. Lượt theo dõi trang Instagram mới đây của cô cũng tăng lên đáng kể. Thế nhưng, bỏ ngoài tai những lời phê phán, L.B.C lại tiếp tục khiến người ta bất ngờ khi diện quần jeep cùng áo bó sát đến phòng gym. Đây không phải là lần đầu tiên người phụ nữ này diện quần jeep xuống đường. Trong trang phục khó coi này, L.B.C vẫn tự tin cười nói và thậm chí là tiếp tục cập nhật những hình ảnh ngực trần đi chơi cùng chồng và con ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quán cà phê hay các trung tâm thương mại lớn. Trước đó, truyền thông quốc tế từng bất ngờ về hình ảnh người phụ nữ này thả rông mặc áo xuyên thấu đứng chụp cùng con trai nhỏ và chồng. Hầu hết đều tỏ ra khó hiểu với tất cả những hình ảnh mà cô nàng đăng tải, vì sao khó để tìm kiếm một tấm ảnh có mặc áo ngực trên trang cá nhân của cô ấy đến như vậy. Thả rông xuống đường đã đành, người này còn nói không với áo ngực khi diện áo sơ mi mỏng hay những bộ bikini bó sát. Việc làm này khiến cho cả truyền thông trong và ngoài nước sốc nặng. Theo chia sẻ của cư dân mạng thì người phụ nữ này lúc đầu đã khóa trang cá nhân vì bị dư luận chỉ trích, nhưng sau đó lại mở tài khoản và chỉ khóa phần bình luận công khai mà thôi. Điều đáng nói hơn nữa chính là lượng follow trên trang cá nhân của chị gái thích thả rông đã tăng nhanh chóng mặt với gần 53.000 lượt theo dõi. Dù đăng ảnh đều đều nhưng chủ tài khoản không bao giờ tương tác với người khác ở phần bình luận. Nhiều cư dân mạng nghi ngờ, việc tiếp tục tung ảnh thả rông vòng một liệu có phải là chiêu trò để gây sự chú ý của người phụ nữ này. Thả rông là một trong những điều chuyên gia y tế khuyên phụ nữ nên làm vài giờ trong một ngày để tầm soát bệnh ung thư vú. Thế nhưng, việc chị C liên tục thả rông lại mặc áo lưới xuyên thấu ra đường, chụp ảnh lưu niệm cùng chồng con làm ai cũng khó hiểu. Được biết, người phụ nữ này đang ở độ tuổi khoảng 30, thường xuyên chia sẻ vốn sống, quan điểm cá nhân trên Instagram mặc cho mọi lời công kích hướng vào mình đằng sau những tấm ảnh thả rông, phối cùng áo lưới, áo xuyên thấu. Hiện tại, những hình ảnh không mấy đẹp mắt của người phụ nữ có thói quen thả rông vòng một khắp nơi vẫn được chia sẻ với nhiều bình luận chỉ trích. Còn bạn có suy nghĩ gì về hành động lặp đi lặp lại này?